Chào các con. Chào bạn Trúc An, chào Quang Minh. Các con đã nghe thầy nói rõ chưa? Dạ rồi ạ, con chào thầy ạ. Chào con. Các con mở hết camera lên đi. Thầy thông báo với các bạn của lớp 9A là hôm nay buổi học hôm nay thầy kênh livestream cái nội dung của buổi học hôm nay của lớp mình để các bạn ở trên cả nước sẽ cùng học cùng với lớp mình cái nội dung hôm nay nhé. Đề nghị các con mở hết camera lên nhé. Thầy Kiên xin chào, kính chào các quý phụ huynh, các con phụ học sinh và cùng toàn thể các bạn hiện đang theo dõi trên livestream trên kênh Facebook, TikTok và YouTube Toán Thầy Kiên. Buổi hôm nay thầy Kiên mời các bạn học sinh lớp 9 tham gia live học một cái buổi học của lớp 9A Toán Thầy Kiên. Với cái nội dung là liên quan đến hệ thức lượng trong tam giác vuông. Thế thì vì giờ học cũng sắp bắt đầu cho nên ấy là thầy Kiên sẽ mời nhờ các bạn ấy là thứ nhất là các bạn hãy chia sẻ cái livestream này để các bạn khác cùng biết và sẽ cùng tham gia học với chúng ta. Thứ hai là nếu như các bạn có những câu hỏi gì thì các bạn sẽ để lại cái comment ở dưới các cái livestream để thầy Kiên có thể là biết được và trả lời sau cái buổi học. Cảm ơn các bạn. Thầy Kiên muốn hỏi các bạn ở trên TikTok, Facebook là cái âm thanh và hình ảnh mà các bạn nhìn thấy nó có rõ nét không? Sau đây xin phép mà quý vị thầy Kiên sẽ quay trở lại với lớp 4A. Trước hết là thầy đề nghị tất cả các bạn sẽ mở hết camera lên nào. Có những bạn, bạn Quang Minh, bạn Trúc An, Thế Hùng, bạn Khoa. Nào các con mở hết camera lên. Nào các con. Quang Minh. Chào thầy. Thầy đề nghị tất cả các con mở hết camera lên. Nếu như bạn nào chưa có chưa mở camera thì anh quản lý lớp học vui lòng cho các bạn tạm thời ra ngoài phòng chờ một lát đến khi nào mà chuẩn bị đủ camera thì vào. Hôm nay thầy cần nhìn thấy tất cả thầy cần thầy phải bảo đảm cái an toàn cho lớp học của mình. Nào tất cả các bạn mở hết lên. Rồi, chào bạn Trúc An, chào bạn Khoa. Chào thầy ạ. Chào con. Bạn là Quang Minh, bạn Thế Hùng. Đâu rồi? Bạn Phương Thảo đâu rồi? Thầy đề nghị anh trợ giảng nhé.
Nếu như bạn nào mà chưa bật camera thì thầy đề nghị anh trợ giảng mời các bạn đi ra ngoài một chút. Đấy, rồi vào lớp sau. Bạn Quang Minh và bạn Thế Hùng, bạn Minh Đức nghe chưa? À các con. Cái điều này cũng nhằm bảo đảm an toàn cho lớp học của mình để mình không bị vướng cái gì thôi. Nào, các bạn hãy mở lên. À, anh trợ giảng nghe nói chưa? Rồi. Đây là một quy định bắt buộc của chúng ta, vì vậy nên là hết các con hết sức thông cảm. Bởi vì khi live stream thì các cái kênh ấy là tức là các cái ID Zoom và password có thể là được đã có những cái rò rỉ ra bên ngoài. Thế thì thầy cần phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lớp học và để không có bất cứ một cái xảy ra cái điều gì. Đấy, các con hãy thông cảm nhé. Trước hết là về cái chuyên đề mà thầy Kiên đã giảng cho các bạn trong các buổi trước ấy, về biểu thức đại số. Đó là cái chuyên đề rất là quan trọng, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thiện kỹ năng giải các cái bài toán liên quan đến biểu thức đại số ở trong những buổi sau. Và những buổi sau thì chúng ta sẽ tập trung vào ôn để ta giải quyết các cái bài toán tổng hợp để ta thi. Thế còn và liên quan đến bài tập của các cái buổi của buổi hôm nọ ấy, thì thầy sẽ chữa cho các con qua video đấy, và gửi cho con trên Google Classroom. Hôm nay chúng ta chuyển sang một cái chuyên đề mới. Thực ra nó là chuyên đề mới đối với lớp mình thôi. Thế còn ở lớp, ở trường thì các bạn cũng đã cơ bản là các bạn cũng đã có một số bạn học rồi. Các bạn đã học về chuyên đề hệ thức lượng chưa? Bạn Trúc An đã học chưa con? À, con học rồi ạ. Ừ, đã học rồi đúng không? Tất cả các bạn đều học rồi. Thế thì các bạn đã học rồi, thế thì thầy hỏi các bạn một chút. À, các bạn có biết là các kỹ sư đo đạc và trắc địa tức là những người làm về công tác về đo đạc đất đai đấy, người ta đo khoảng cách giữa hai điểm ở rất xa như thế nào không? Có biết không? Hay là người ta đo chiều cao của một tòa nhà như thế nào? Có biết không? Hay là người ta đo thậm chí là đo chiều cao của một ngọn núi như thế nào? Bạn nào biết cho thầy biết, cho thầy thì phát biểu cho thầy xem nào, nghe xem nào. À, hay là người ta có một con, người ta muốn đo chiều dài của một con chiều rộng của một con sông chẳng hạn. Đấy. Để bắc một cái cầu đi qua đấy chẳng hạn. Ví dụ thế. Thế thì tất cả những cái ứng dụng đó người ta sẽ dùng đến kiến thức toán học để đo và tính. Tất nhiên là có nhiều phương pháp. Ví dụ như hiện nay có những phương pháp người ta dùng đến sóng âm để người ta đo khoảng cách. Đấy. Nhưng cái phương pháp truyền thống nhất vẫn là dùng đến các phương pháp đo đạc và tính toán. Hay là trong quân sự thì con hình dung là khi mà các chú bộ đội ấy, ví dụ muốn tiêu diệt một cái xe tăng của địch đấy. Thế thì các chú ấy sẽ dùng một cái ống nhòm. Nhưng mà vấn đề quan trọng là gì? Là các chú phải đo được khoảng cách từ vị trí của các chú ấy đến cái xe tăng địch nó là bao nhiêu km, bao nhiêu mét cụ thể và chính xác đấy. Thế thì khi mà các chú ấy đo như thế thì các chú có những cái công cụ đo đấy. Và tất cả những cái phương pháp đo trong trắc địa, trong quân sự vân vân và rất rất nhiều lĩnh vực khác người ta dùng đến kiến thức toán học và kiến thức mà hôm nay chúng ta đang học đấy, sẽ học đấy là hệ thức lượng hay là ta gọi là các hệ thức về về độ dài trong tam giác vuông đấy. Như vậy là các con có thể thấy nó được ứng dụng vô cùng rộng lớn ở trong cuộc sống thực tế đấy, và tất nhiên là trong toán học thì nó cũng được dùng rất là nhiều. Và đấy cũng chính là lý do mà trong đề thi của các bạn vào lớp 10 chắc chắn là cũng sẽ vướng rất rất nhiều những bài toán về hệ thức lượng. Thế thì về hệ thức lượng ấy, người ta trong một cái tam giác vuông, trong một tam giác
thì nó có hai cái yếu tố, đấy là cạnh cạnh và góc. Hệ thức lượng là gì? Hệ thức tức là một cái mối quan hệ giữa các biểu thức đấy, của các đại lượng, một mối quan hệ ta tạm gọi thế, và thường gắn với nhau bởi dấu bằng. Thầy lấy ví dụ như là A cộng với B bằng C cộng với D, trong đó A, B, C, D là các cái đại lượng đo gì đó. Thế thì đây người ta được gọi là hệ thức giữa các đại lượng A, B, C, D. Đấy. Thế thì hệ thức lượng nghiên cứu những quan hệ giữa các cạnh, giữa các đoạn thẳng, và giữa các góc. Đấy. Đấy là cái mối quan hệ giữa các cái đại lượng đó. Thế thì hôm nay mình sẽ có nhiều cái buổi học về hệ thức lượng. Chẳng hạn như là giữa các góc ấy, thì chúng ta sẽ có các cái tỷ số lượng giác, sin này, cosin, tan, cotang. Thế còn về cạnh, về đoạn, về các cái độ dài thì chúng ta sẽ có các cái hệ thức mà hôm nay mình sẽ học. Và sau đó thì mình sẽ có các cái hệ thức liên quan đến cả góc và cả độ dài. Đấy. Thế thì ta nhớ nhé, thì có ba cái nội dung như thế. Thế hôm nay mình sẽ học cái đầu tiên, đấy là các cái bài toán, các cái hệ thức về độ dài. Bài này là bài mấy rồi? À các con. Thầy quên, thầy không mở, chưa mở tài liệu. Bài số 7. Bài7 là hệ thức, về độ dài. Trong thầy viết tắt tam giác nhé, trong tam giác vuông, Thế vì cái tính chất quan trọng của cái này ấy, thì cho nên là mình cần phải thành thạo. Nếu bạn nào không thành thạo cái phần này sau này rất là vất vả đấy nhá. Như thầy nói là ở trong buổi hôm nay chúng ta chỉ đi nghiên cứu các hệ thức liên quan đến cạnh và đoạn thôi, tức là độ dài thôi. Còn liên quan đến góc thì hôm sau chúng ta sẽ học. Thế thì ở lớp các con cũng đã được học rồi, và thầy tin rằng là có nhiều bạn cũng đã nắm được về các cái hệ thức này rồi. Tuy nhiên nó có những cái khó khăn. Đấy, những cái khó khăn đấy là các con khá là khó để mà nhớ nhớ được các hệ thức, khá là khó. Thì không biết là có bạn nào nhớ hết được bốn cái hệ thức về độ dài không? Là bạn nào nhớ được bốn cái hệ thức về độ dài, giơ tay thầy xem nào. Những ai nhớ được giơ tay nào. Bạn Nam Khánh có nhớ hết không? Em nhớ một số cái. Cụ thể là mấy cái nào? Cái mic của con nó hơi rè nhé. Cụ thể là những cái nào? Em đọc cái mà AB Đọc đi, thử xem nào. Ở cái mic của con nó rè quá. Rồi con kiểm tra lại cái mic đi nhá. Cái mic con nó hơi rè một chút. Bạn là Hoa, Hoa có nhớ được các cái hệ thức về độ dài không? Anh À, không anh không không à? nhiều lắm. À, Phương Thảo có nhớ không ạ? À, Phương Thảo. À, Phương Thảo nhớ không? Có Có mấy cái hệ thức nào? có bốn hệ thức ạ. À, có bốn hệ thức rồi. Như vậy là bạn Phương Thảo nhớ được bốn cái hệ thức này. Thế thì cái vấn đề nó nằm ở chỗ là khá là nhiều bạn là hay quên, khó nhớ các cái hệ thức này. Và cái điều khó khăn thứ hai mà các bạn thường gặp phải đấy là việc vận dụng các hệ thức này vào thực tế để giải quyết các bài toán mà ta gặp. Thế thì đôi khi là các bạn sẽ gặp khó khăn trong cái việc tư duy để tìm cái hệ thức phù hợp. Đấy. Thế thì hôm nay chúng ta tập trung vào cái này. Chứ còn mình sẽ không chi tiết quá. Ở sách giáo khoa thì chia thành rất là nhiều bài, nhưng mà mình sẽ tổng hợp hơn một tí. Đấy. Thế thì hôm nay ấy, nó có hai cái phương pháp để nhớ các hệ thức này. Đấy nha, hai phương pháp. Thầy sẽ cung cấp cho con hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất
để mình đi tự xây dựng các hệ thức về độ dài đấy. Và phương pháp này hôm nay ta học, ta gọi là phương pháp dựa vào tam giác đồng dạng, dựa vào tam giác đồng dạng, dựa vào các cặp tam giác đồng dạng để mình tự đi xây dựng các hệ thức về độ dài. Cái phương pháp thứ hai mà hôm sau chúng ta sẽ học đấy là phương pháp dựa vào hệ thức hệ tỷ số lượng giác, tỷ số lượng giác, tỷ số lượng giác hay là tỷ số sin cosin ấy. Đấy, đây là hai phương pháp, nhớ nhá. Chúng ta có hai phương pháp để tư duy một cách hệ thống và tự xây dựng các cái hệ thức. Đấy. Thế thì hôm nay ta học cái này để mình hình dung nó có một cái phương pháp mà chúng ta chỉ cần dựa vào các cặp tam giác đồng dạng trong cái tam giác vuông đấy để mình có thể tự xây dựng. Đây là phương pháp thứ nhất, phương pháp một. Phương pháp một đấy là phương pháp dựa vào tam giác đồng dạng, vận dụng tam giác đồng dạng, vận dụng tam giác đồng dạng, đồng dạng để làm gì? Để xây dựng, để xây dựng các hệ thức lượng. Cái này nó quan trọng lắm, bởi vì nếu mà mình không biết cách tự xây dựng thì chúng ta sẽ dẫn đến là mình không ghi, mình sẽ không không biết, không tìm được cái hệ thức để vận dụng. Mình xóa cái bảng đi. Thầy có một tam giác vuông. Tam giác vuông ABC. ABC. Cái tam giác vuông ABC có cái cạnh thì thường người ta ký hiệu các cái cạnh đối diện với cạnh A, đối diện với đỉnh A là cạnh A nhỏ. Đối diện điện đỉnh B là cạnh B nhỏ. Và đối diện với cạnh C, đỉnh, cạnh C là đỉnh đối diện với đỉnh C là cạnh C nhỏ. Chiều cao AH, chiều cao AH được ký hiệu là H nhỏ. Đây là chiều cao. Cái này thì thầy nói nhanh. Thế thì chúng ta sẽ có hai cái đoạn thẳng là BH và HC. Thế BH được gọi là hình chiếu của cạnh AB lên đáy BC, lên cạnh huyền BC. Hình chiếu của cái cạnh AB này lên cạnh huyền BC. Nhớ cái khái niệm hình chiếu không? Đó. Hình chiếu nó giống như mà là cái bóng của cái cạnh AB này, cái bóng khi mà ở giữa trưa ấy, mặt trời nó chiếu thẳng xuống mặt đất, nó tạo ra cái bóng này, đấy là hình chiếu và ký hiệu là C phẩy. Thế còn hình chiếu của AC lên cạnh huyền BC người ta ký hiệu là B phẩy đấy. Thế thì đây là các độ dài trong tam giác vuông. Bây giờ chúng ta khai thác thêm một chút về đặc điểm của cái hình này. Thế bạn nào cho thầy biết cái góc, các cái góc này. Ví dụ như là góc A1 và góc A2 mới tạo ra đây này. Nó có đặc điểm gì? Nó có đặc điểm gì? Các bạn có thử suy nghĩ cho thầy xem nào. Cái góc A1 và góc A2 đây nó có đặc điểm gì? Đây là góc A1 nhá, đây góc A2 này. Nó có đặc điểm gì? À, các con. Góc A1 và góc A2 có đặc điểm gì? Đó, A1 mà. Đấy, và góc A2. Bạn là Phương Thảo cho thầy biết nào. Con có thầy là A1 cộng A2 bằng 90 độ ạ. À, đặc điểm đầu tiên là cộng lại với nhau bằng 90 độ. Có cái đặc điểm nào khác không? Có đặc điểm nào khác không? A. Đặc điểm nào nữa nhỉ? Cái góc A1 và góc A2 đấy, con thử xem là nó có đặc điểm gì so với cái góc của tam giác ABC. Đặc điểm gì không? Góc A1 cộng với góc B, A1 cộng với B bằng 90 độ. Đúng không? A1 cộng B bằng 90 độ. Và góc B cộng với góc C cũng bằng 90 độ.
Đúng chưa? Hình như thầy đang để một cái gì đó có âm thanh. Rồi. Các bạn hình dung được chưa? Góc A1 cộng với góc B bằng 90 độ, mà góc B cộng với góc C bằng 90 độ. Như vậy góc A1 bằng góc C. Còn góc A2 cộng với góc C, à góc B với C tổng bằng 90 độ, cho nên góc A2 chính là bằng góc B. Đấy. Như vậy ta có các cái cặp góc A1 bằng C và A2 bằng B. Hình dung được chưa? Thế thì các cái tam giác vuông, à, cái hình này nó cho chúng ta ba tam giác vuông. Tam giác thứ nhất là tam giác ABC trước đi. Đây là tam giác đầu tiên. Đây, thầy viết lại cái này nhá. A1 thì bằng góc C. Thế còn góc A2 thì bằng góc B. Bây giờ các bạn nhận nhận xét cho thầy xem là cái tam giác ABC ABC là tam giác vuông tại đỉnh A. Đấy, góc A, góc B, góc C. Và các tam giác vuông tạo ra là H, ví dụ HBA chẳng hạn. Tam giác HBA chẳng hạn. HBA. Có đặc điểm gì không? Hai tam giác này có đặc điểm gì? ABC. Nào, A, B, C với HBA này. Có đặc điểm gì? Có đặc điểm gì nào? Các bạn hãy so sánh các cái góc của nó, của hai tam giác này. Tam giác ABC có góc A là góc vuông nhá. Còn góc B là góc nhọn. Đấy, cái góc B này, thầy viện ký hiệu như này là góc B nhá. Đấy. Ngoài gạch đi. Đấy. Góc C thì một gạch. Đấy. Bây giờ con xem tam giác vuông HBA thế nào. Tam giác vuông HBA nó cũng có góc H vuông. Góc B hai gạch và góc A một gạch, giống hệt như bên kia. Như vậy góc H vuông này, góc B à, bằng góc B bên này, và góc C thì góc A, đây chính là góc A1 bằng góc C, đúng không? Vậy thì hai tam giác này nó thế nào với nhau? Nó thế nào? Các bạn hãy mạnh dạn tương tác đi. Là nó thế nào với nhau nào? Bạn là Minh Ngọc cho thầy biết là hai tam giác này thế nào nhỉ? Em có thấy đây là hai tam giác đồng dạng ạ. Có đồng dạng Có. không? À, đồng dạng. Đồng dạng. Đồng dạng theo trường hợp nào? Theo trường hợp góc góc góc. Góc góc. Ừ. Chính xác. Đấy, hai tam giác vuông đồng dạng với nhau. Thế thì từ tam giác vuông, à từ tam giác đồng dạng, chúng ta sẽ suy ra được tỷ số của các cặp cạnh tương ứng. Đúng không? Các cặp cạnh tương ứng. Thầy lấy ví dụ như là nếu thầy lập tỷ số AB với BC chẳng hạn. AB với BC. AB tức là cạnh C với BC tức là cạnh A. Giả sử thầy lập tỷ số này, AB là C này và BC là A này, C trên A nhá. AB trên BC tức là C trên A. Thì nó sẽ bằng HB trên BA, đúng không? HB của ta là HB chính là C phẩy. C phẩy. Còn BA, BA chính là C. Đấy, chính là C. Thì khi đó các cái tỷ số này bằng nhau. Các bạn hình dung được chưa? Bây giờ thử một cái nữa nhé. Nếu ta lập cái tỷ số BC trên AC chẳng hạn, tức là trên B. Đấy, A trên B, BC là A trên AC là B. Thì nó sẽ bằng BA trên cạnh tương ứng là HA. Tức là bằng C trên gì? HA là H. À, đây là ký hiệu là H. Thế còn nếu và tỷ số tương ứng này bằng nhau. Thế nếu như bạn lập cái tỷ số là C trên B, tức là AB này trên AC này, C trên B thì nó chính bằng C phẩy trên H. Vậy thì đây C trên B bằng C phẩy trên H. Như vậy ta có các tập các cái tỷ số bằng nhau. Thế thì khi mà có các tỷ số bằng nhau, chẳng hạn như là C trên A bằng C phẩy trên C, chúng ta sẽ dẫn đến nhân chéo, các kích chéo của nó bằng nhau. C bình phương sẽ bằng AC phẩy, đúng không? C bình phương sẽ bằng AC phẩy. C bình phương bằng AC phẩy. Thì ta có, đây chính là một cái hệ thức mối liên hệ giữa các đoạn ở trong tam giác. C bình phương bằng A nhân với C phẩy
Hay là gì? C bình phương bằng C phẩy nhân A. Các bạn đã hình dung được chưa? Đấy, tự mình tạo ra các cái hệ thức thôi. Còn giả sử ta dùng cái này chẳng hạn. Giả sử ta dùng cái cặp tỉ số này. A trên B bằng C trên H. Thì chúng ta sẽ dẫn đến một cái tích chéo của nó bằng nhau là gì? AH bằng BC. Đúng nào? Đấy, ta dẫn đến là AH sẽ bằng BC. Ồ, như vậy chúng ta lại có một cái hệ thức thứ hai. A này nhân H bằng B nhân C. Đấy. Các con đã hình dung được chưa? Thậm chí nếu như chúng ta lập cái tỉ số là C trên B bằng C phẩy trên H thì ta còn có thể tạo ra được một cái cặp tích chéo nữa là C nhân H bằng B nhân C phẩy. Đấy. C nhân H rồi bằng gì? Bằng B nhân C phẩy. Nhưng mà có điều ấy, là cái này ấy, thì nó cũng không có nói lên được cái điều gì lớn, cho nên là thôi mình không cần phải quan tâm đến cái thứ ba này. Đấy, và trong trong sách giáo khoa thì các con cũng không học cái hệ thức này, mà đã không học thì chúng ta không được dùng, mà không được dùng thì thôi ta phải tự chứng minh trước nhé. Nhưng mà nếu cần nhá thì các con có thể suy ra, các bạn hiểu chưa? Nếu cần thì có thể suy ra. Rồi như vậy chúng ta đã vừa mới tự lập được cho mình hai hệ thức đấy, C bình phương bằng AC phẩy và AH bằng BC. Bây giờ ta giả sử cho các con hãy hình dung là nó bên cạnh đó thì nó có một cái cặp tam giác đồng dạng nữa. Cái hình của ta có ba tam giác là ABC, AHBA này và HAC. Thế thì liên quan đến tam giác HAC nó cũng là một tam giác đồng dạng với một trong hai tam giác đã biết. Thế thì mình sẽ đưa ra được các cái hệ thức tương tự nữa. Thế thì tổng hợp tần tật những cái hệ thức đó thì người ta gom gom lại cho các con ấy là bốn hệ thức. Hệ thức thứ nhất ở đây ấy là có hai hệ thức liên quan đến hình chiếu. Bây giờ ta xem nha, hình chiếu này, nếu ta lấy hình chiếu C phẩy, ở đây thầy chưa viết hết các cái hệ thức nhỉ, thôi các con sẽ tự chứng minh cái cặp đồng dạng tiếp theo nhé. Ví dụ tam giác HBA đồng dạng với tam giác HAC, HBA đồng dạng với HAC thì các con sẽ suy ra được các cái tỉ số của các cặp cạnh tương ứng và ta sẽ dẫn đến được các cái tích chéo, và tổng hợp lại chúng ta có bốn hệ thức này. Hệ thức thứ nhất là hệ thức liên quan liên quan về hình chiếu thì ta có hệ thức là hình chiếu C phẩy nhân với A, C phẩy nhân với A, đấy, C phẩy A bằng C bình phương, và B phẩy nhân với cạnh A, B phẩy nhân với cạnh A thì sẽ bằng B bình phương. Cái này nãy mình chứng minh rồi, còn cái này thì tự các con sẽ chứng minh. Đây là cái cặp hệ thức, hai cái hệ thức người ta gọi là hệ thức liên quan giữa hình chiếu và cạnh. Hình chiếu và cạnh. Tiếp theo chúng ta có cái hệ thức thứ hai. À, thầy nói thêm ở đây ấy, thì các con sẽ được ở cái cặp này là chính là cái định lý một trong sách giáo khoa. Cái định lý thứ hai, cái cặp thứ hai, hệ thức thứ hai đấy là liên quan giữa hình chiếu và chiều cao, thì ta có một cái hệ thức là B phẩy nhân C phẩy bằng H bình phương. B phẩy nhân C phẩy bằng H bình phương. Tự chứng minh nhé, dựa vào các cặp tam giác đồng dạng để mình tự tự chứng minh. Thế chẳng hạn như thế này, các con muốn tìm hệ thức giữa C phẩy, B phẩy và H. B phẩy, C phẩy và H. Con xét các tam giác mà nó chứa C phẩy, H, B phẩy thì đó chính là cặp tam giác HBA. HBA. Tam giác HBA. Đấy. Thì tam giác HBA này nó chứa cái cạnh C phẩy và cạnh H. Thế còn tam giác HAC nó chứa cạnh H và cạnh B phẩy. Tam giác HAC. Và các bạn nhìn thấy ngay nó chính là cặp tam giác đồng dạng. Đấy. H
BA và HAC. Từ đó chúng ta sẽ suy ra tỷ số của các cặp cạnh tương ứng. Tức là đây nhá, ví dụ HB mà trên HA, đấy, HB trên HA thì sẽ bằng HA mà trên HC. HB này, HB thì viết luôn. HB chính là C phẩy. C phẩy trên HA chính là H. Chính là H. Nó sẽ bằng HA chính là H trên HC. HC đó chính là B phẩy. Đấy. Thế thì từ đây chúng ta suy ra cái hệ thức liên quan giữa các cái yếu tố này C phẩy B phẩy bằng H bình phương. B hay là B phẩy C phẩy bằng H bình phương. Đấy, đó chính là cái hệ thức thứ hai này. Cái này chính là định lý thứ hai và nó chính là cái quan hệ hay là hệ thức giữa hình chiếu và đường cao hay là chiều cao. Là chiều cao. Đấy là cái hệ thức thứ hai. Cái hệ thức thứ ba chính là cái hệ thức mà giữa chiều cao với các cạnh, thì mình vừa suy ra được cái này AH bằng BC. Có nhiều cách để mà lý giải cái hệ thức này, nhưng mà đây là một ví dụ, tí nữa thầy sẽ nói cái phương pháp nữa. Đấy là cái cặp thứ ba, đấy là AH thì bằng BC. Cái này là hệ thức giữa chiều cao, quan hệ giữa chiều cao và các cạnh của tam giác. Của tam giác chiều cao với cạnh. Thì riêng cái hệ thức này chúng ta có thể lý giải một cách đơn giản hơn, đấy là gì? Muốn tìm cái mối quan hệ giữa H và A với BC thì ta dễ dàng nhận thấy là H chỉ là chiều cao tương ứng với cạnh đáy A của tam giác. Nên nếu ta lấy chiều cao H nhân với cạnh đáy A, chúng ta được hai lần diện tích của tam giác ABC. Thế còn nếu ta lấy cạnh B nhân với cạnh C, chúng ta cũng được hai lần diện tích của tam giác ABC. Đấy. Cái cặp này thì dễ hơn, đúng không? Dễ hơn. Rồi, đấy là cái hệ thức thứ ba. Hệ thức thứ tư thì chúng ta muốn đi tìm mối quan hệ giữa chiều cao H với các cạnh B và C của tam giác ABC. Thế thực ra là cạnh A, đây là mối quan hệ giữa chiều cao H với các cạnh cả A, cả B, cả C. Nhưng mà vì cạnh A trong tam giác vuông thì cạnh huyền nó có mối quan hệ với hai cạnh góc vuông nhờ tam giác nhờ định lý Pythagore. Vì thế ta đi tìm mối quan hệ giữa chiều cao H với hai cạnh góc vuông B và C. Đấy. Thế thì mình sẽ làm như thế nào? Đấy nha, chúng ta sẽ biến đổi một chút này. AH bằng BC. Đây là cái hệ thức thứ ba. Bây giờ chúng ta muốn khử A đi để tìm mối quan hệ giữa H và BC. Đấy. Ví dụ trong trường hợp mà biết B và biết C, mình tính được H ngay, nếu tính được thì thực tế là tính được. A muốn khử đi thì ta phải tìm cách thay A bằng B và C. Nhưng mà A và BC là quan hệ với nhau ấy, là thông qua định lý Pythagore, đúng không? Cho nên chúng ta sẽ bình phương hai vế lên thì các con sẽ có là A bình phương nhân H bình phương bằng B bình phương C bình phương. Rồi ta thay A bình phương này là bình phương cạnh huyền thì bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông theo định lý Pythagore, thì ta có là B bình phương cộng C bình phương tất cả nhân H bình phương bằng B bình C bình. Đấy. Bây giờ ta muốn đơn giản, hay là ta gọi là ta tìm cách để diễn đạt cái hệ thức này. Bản thân cái hệ thức này nó chỉ bao gồm H, B và C. Thế thì các con cũng có thể là dùng ngay cái hệ thức này để vận dụng được. Nhưng mà nó đang hơi phức tạp. Thế thì người ta đơn giản hóa nó đi bằng cách là chúng ta có thể chia cả hai vế cho B bình C bình. Thì các bạn sẽ được là B bình cộng C bình đấy, trên B bình C bình thì bằng 1 trên H bình. Đấy. Như vậy ta đã chia cả hai vế cho, chính xác là chia cho B bình C bình và nhân với H bình. H bình ta chuyển sang bên kia thì thành 1 trên H bình. Và phân tích cái này thành tổng của hai phân thức thì chúng ta sẽ có hệ thức thứ tư. Đấy là B bình trên B bình C bình chính là 1 trên C bình cộng 1 trên B bình thì bằng 1 trên H bình. 1 trên B bình
cộng 1 trên C bình thì bằng 1 trên H bình. Và đây chính là cái hệ thức cuối cùng liên quan giữa cạnh chiều cao với cạnh của hình vuông. Đấy. Có bốn cái hệ thức như thế. Các bạn đã hình dung được cái bốn cái hệ thức này chưa? Thực ra đây là cách mà ta tự xây dựng. Và nếu như trường hợp mà quên nha, quên đi muốn đi tự tìm thì ta sẽ tư duy theo cách lúc nãy. Ví dụ các con muốn đi tìm mối quan hệ giữa AH và BC. Đấy, vừa A A. Lúc nãy là thầy lấy ví dụ là các con muốn đi tìm giữa quan hệ giữa gì? Hình chiếu với chiều cao. Thế thì ta sẽ đi xét các tam giác liên quan đến các hình chiếu và liên quan đến chiều cao, đúng không? Thế mình xét hai cái cặp, một cái cặp tam giác mà liên quan nó chứa các cái hình chiếu và chứa cái chiều cao này. Đấy, thì ta có cái phương pháp này dẫn đến đồng dạng, dẫn đến tỉ số, rồi dẫn đến cái chéo nó bằng nhau. Và nó chính là cái hệ thức. Tóm lại là ta tự xây dựng như thế. Thế còn cách nhớ thì mình có thể nhớ một cách hệ thống là chúng ta có hai cái một cái hệ thức nhưng mà được được một cái hệ thức về quan hệ giữa hình chiếu và cạnh. Một cái hệ thức nhưng mà có hai cái gọi là gì nhỉ? Một hệ thức thôi nhưng mà được gọi là liên quan đến hai cạnh. Đấy. Mỗi cạnh C phẩy bình C phẩy nhân với A thì bằng C bình, còn B phẩy nhân với A thì bằng B bình. Một hệ thức liên quan giữa hình chiếu và chiều cao. Và ta có hai cái hệ thức liên quan giữa chiều cao với gì? Với các cạnh của tam giác ABC. Và nhớ, ta có bốn hệ thức như thế. Bây giờ các con đã nhớ bốn hệ thức chưa? Bây giờ nhớ chưa? Khánh nhớ được chưa? Thế Hùng nhớ được chưa? Hùng Tôi ơi, ạ. bạn Quang Minh đâu rồi? Camera đâu? Sao không bật lên để thầy nhìn cái mặt cái sân nào? Thế Hùng, Quang Minh, Trúc An nhớ được chưa? Dạ rồi ạ. Minh Ngọc, Rồi ạ. Tùng Dương đâu? Sao cho nhìn thầy nhìn cái Trần thế hả? Tùng Dương. Đây ạ. Rồi, thế thì đấy là toàn bộ cái phương pháp mà vận dụng tam giác đồng dạng để chúng ta xây dựng các hệ thức lượng. Cái phần này thầy tổng quan như thế để các bạn nắm được về cái tổng quan. Và cụ thể thì ta phải tìm cách ta nhớ các hệ thức này, càng nhớ càng tốt. Tuy nhiên nếu không nhớ được cũng không sao, bởi vì sao? Ta có một công cụ mà thầy vừa nói, đấy là chúng ta đi xét các cặp tam giác đồng dạng để ta dẫn đến hệ thức lượng. Thế thì như thầy nói lúc nãy ấy, là chúng ta còn một cái phương pháp thứ hai để tự xây dựng các hệ thức lượng về chiều dài. Đấy. Đấy là phương pháp về liên quan đến tỷ số, ta gọi là tỷ số lượng giác. Thế thì hôm sau thầy sẽ hướng dẫn các con cái phương pháp đấy dễ hơn phương pháp này, và mình có thể là tự tự xây dựng được rất là nhanh. Rồi, với bốn cái hệ thức như thế, thế thì bốn cái hệ thức này nó là công cụ và chúng ta được phép dùng, bởi vì nó là định lý. Mà định lý trong sách giáo khoa người ta đã cho con định lý, tức là định lý là những thứ mà các con được phép sử dụng mà không cần phải chứng minh nhé. Tự mình sẽ tức là mình sẽ được phép sử dụng, nhưng mà điều kiện là mình phải dẫn nó ra. Đấy là định lý về cái gì đó. Đấy, ví dụ như là khi mà ta ứng dụng nó, vận dụng nó thì chúng ta mở ngoặc ra, đấy là hệ thức về độ dài trong tam giác vuông. Bây giờ thầy sẽ gửi sẽ cho con làm một số bài thực hành. Vận dụng cái kiến thức này để chúng ta giải quyết một số bài toán. Có lẽ thầy sẽ xóa cái phần này đi. Bây giờ các con phải nhớ nhé, tự nhớ nhớ nhé, không thầy không để cái này nữa, mà mình sẽ tự nhớ các hệ thức
Và nếu như không nhớ được thì hãy tự cách, hãy tự xây dựng. Cứ mỗi lần các bạn làm bài ấy, mà mình quên các hệ thức ấy, thì cách tốt nhất để nhớ đấy là tự mình tư duy lại để xây dựng nó thì mình sẽ nhớ. Rồi cái vận dụng, vận dụng cái này như thế nào? Vận dụng hệ thức lượng hay là hệ thức về độ dài, nó có hai cái vận dụng rất là quan trọng. Thực ra nhiều cái vận dụng, nhưng mà cái đầu tiên đấy là chúng ta tính, chúng ta có thể tính được các cái đoạn thẳng. Tính cái việc tính các đoạn này thì cho phép chúng ta giải quyết rất là nhiều bài toán liên quan đến hình, ví dụ như là kết cấu. Sau này các bạn sẽ hình dung là xây dựng hay là lắp ráp một cái gì đó thì nó đều có một cái kết cấu. Kết cấu chẳng hạn như là các con thấy là có một cái người bác thợ sắt chẳng hạn, giờ đi làm một cái vì kèo nó như thế này. Đây là cái vì kèo của cái nhà, cái mái nhà ấy, đúng không? Thế thì chẳng hạn như là bác ấy làm những cái thanh sắt như thế này. Đấy. Ồ. Thế vẽ nó không vuông lắm, thôi, mình cứ coi như vuông đi nhá. Ví dụ thế. Ví dụ như thế. Thế thì khi mà bác ấy hàn những cái thanh sắt với nhau thì bác ấy có một số kích thước cơ bản thôi, còn những kích thước còn lại bác phải đo, phải tính, đúng không? Ví dụ bác tính biết được là cái đoạn này này, đây là A này. Đấy, đoạn này này, à đoạn này là A này, đoạn này là B này. Ví dụ thế. Thế thì đoạn này bằng bao nhiêu và đoạn này bằng bao nhiêu? Đấy. Thế thì bác ấy phải tự tính. Và bác ấy để bác là gì? Bác ấy hàn sức mà thì phải cắt. Đúng không? Cho nên là bác phải dựa vào các hệ thức mà chúng ta vừa học để cắt làm sao hàn được cái vì kèo. Đấy. Và vô vàn những cái ví dụ khác như thế. Có thể nói là chúng ta dùng kỳ nhiều. Đấy. Cho nên đấy là công dụng đầu tiên, đấy, tính các đoạn. Bây giờ thì mình sẽ đi làm một loạt các cái bài toán để là sau này nhé, nếu như các bạn làm những kỹ sư xây dựng hoặc là lắp, hoặc là ta gọi là xây lắp ấy, thì mình có thể vận dụng được kiến thức này. Ở trong bài dưới đây thì thầy sẽ cho các con một loạt các cái bài tập. Sau đây mời các con làm bài thực hành số 1. Bài thực hành 1 câu A, tính x và y trong mỗi hình dưới đây. Như vậy đây là hình đầu tiên. Các bạn còn nhiều nhiệm vụ nữa. Bây giờ các con hãy tính cho thầy. Và mời các con comment cho thầy cái kết quả. Thầy đã nhận được kết quả của khá nhiều bạn. À, thầy quên không ghi hình. À, nhưng mà thôi, cái hình hôm nay thì thầy sẽ để trên các cái live stream trên Facebook ấy. Thì chắc là không cần phải ghi vào Zoom đâu nhỉ. Thầy quên mất. Các bạn nhắc thầy muộn quá. Thầy có kết quả của các bạn sau đây là chính xác. Bạn Nguyễn Thế Hùng
chính xác. Bạn Hoàng Minh Đức, bạn Minh Ngọc và đang thầy đang chờ tiếp kết quả của một số bạn khác. À, các bạn ở trên TikTok đang hỏi thầy là lớp mấy, thầy quên mất không ghi. À, đây là lớp 9, toán lớp 9. Thế nếu mà bạn nào đang học lớp 9 thì có thể tham gia học cùng nhé. Thầy ghi lại thế này. Hình như là hơi cao. Rồi, thầy nhận được tiếp kết quả của bạn Quang Minh. Bạn Tùng Dương thì mới ra được một kết quả, người ta hỏi x và y. Cho nên nếu mà chỉ có tìm được x và y hoặc y là chưa đủ. Tùng Dương nghe chưa? À. Bạn Khoa chính xác. Như vậy, thế còn đâu là bạn Phương Thảo đâu rồi? Thế còn các bạn khác thì thầy chưa thấy có kết quả. Chúng ta chữa nhanh cái bài này. Ở đây ta cần tìm x và y trong khi biết AB và A và BC. Thế thì cái hệ thức lượng nào nó liên quan đến những cái đã biết là AB và BC. Đấy, với cái chưa biết, ví dụ x và y, thì các con nhìn thấy ngay nó có một cái hệ thức lượng. Đấy là AB bình phương, đúng không? Bằng BH nhân BC. Đấy, theo hệ thức lượng mà ta có là AB bình phương sẽ bằng BH nhân với BC. Đây là hệ thức lượng. Thế thì ta thay số vào thôi. Thì con có ngay là hoặc là các con tính được BH. 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 Đó chính là x đấy. Đây là tính BH đây. Bằng cách lấy AB bình phương chia cho BC. AB bình phương chia cho BC. Đấy, thầy viết như thế này để ta viết từng một dòng cho nó dễ. AB bình phương chính là 6 bình phương trên 10. Tức là bằng 3,6. Ở đây ấy, khi trong một bài toán hình người ta không ghi đơn vị thì điều đó có nghĩa là cái số cái, đây là số đo chiều dài và có thể một đơn vị nào đấy cũng được. Chúng ta không cần đơn vị. Thế đây chính là x, đúng không? Vậy x sẽ bằng 3,6. Rồi, tìm y thì đơn giản rồi, ta tìm y ta lấy 10 trừ đi 3,6 thôi. 6,4. Đây là bài dễ. Thầy mời các con làm bài tiếp theo nhé. Rồi mời các con làm câu B cũng là tìm x và y.
Thầy đang chờ kết quả của các bạn nhá. Thầy nhận được kết quả của các bạn. Bạn Thế Hùng chính xác, Minh Ngọc chính xác, bạn Quang Minh chính xác, bạn Nam Khánh chính xác, bạn Trúc An chính xác, bạn Phương Thảo chính xác. Các bạn còn lại đâu? Có dễ không? Rất là đơn giản. Đối với câu B thì chúng ta đi tìm, ta muốn đi tìm mối quan hệ giữa x, y là cái chưa biết với cái đã biết, thì ta có thể sử dụng những cái công thức như nào. Ví dụ nếu bạn nào muốn đi tìm x, muốn đi tìm x này, chúng ta tư duy là muốn tìm x thì chúng ta có thể sử dụng đến hệ thức nào đó liên quan đến hình chiếu, mà hình chiếu nó có một cái hệ hệ thức là gì? Nhân với bc thì bằng ab bình phương. Vậy thì muốn tính được x ta phải biết BC, mà muốn tính BC ta dựa vào hai cạnh 12 và 16, đúng không? Đấy. Thì ta có ngay là BC bình phương thì bằng AB bình phương cộng với AC bình phương bằng 12 bình cộng với 16 bình. Bây giờ các con khai căn nó ra, nhưng mà ở chỗ này này, các bạn hãy chú ý này, nếu như muốn tính nhẩm nhá, chỗ này thì các con có thể dùng một cái ta gọi là cái bộ số Pascal, bộ số Pythagore, bộ số Pythagore 12 thì bằng 3 nhân với 4, đúng không? Thế còn 16 thì bằng 4 nhân với 4. Như vậy 12 bình phương tức là bằng 3 nhân với 4 tất cả bình phương cộng với 4 nhân với 4 tất cả bình phương. Thế thì khi mà các con nhẩm ra thì nó sẽ thành là 3 bằng 4 nhân với 5 bình phương. 4 nhân với 5 tất cả bình phương. Đúng không? Thế thì từ đấy ta suy ra BC của ta là bằng, tức là bằng 20 bình phương. Vậy BC bằng 20. BC bằng 20. Và từ đấy thì chúng ta đi tính được x, x nhân với BC tức là nhân với 20 bằng 12 bình phương. Vậy thì x sẽ bằng bằng 12 bình phương mà chia cho 20. 144 chia cho 20 ta ra được là 7 7,2. 7,2. Thế từ đó ta tính được y. Y Y thì bằng gì? BC là 20 mà trừ đi 7,2. Chúng ta được là bằng 10. Mười mấy nhỉ? 12,8. Các bạn là bạn nào mà ra kết quả như trên, tức là các con đã thành thạo việc vận dụng. Khá là tốt. Bây giờ mình thử một cái bài khó hơn một tí nhé. Thầy có thể thầy sẽ bỏ qua một số bài. Thầy xem nào, bài nào nên bỏ qua đây. Bài này bỏ qua này, bài này rồi, bài này đi. Mời các con làm bài thực hành. Câu này là câu câu D, câu D thầy bỏ qua câu C.
Thầy đang chờ kết quả của con nhá. Số không tròn lắm thì mình có thể là để thế nào? Trong các bài toán mà liên quan đến các cái tam giác vuông ấy thì đôi khi mình dùng hệ thức lượng thì mình sẽ dùng đến đến giá trị căn, thường là thế. Chứ ít khi mà có những cái con số nó đẹp toàn vẹn lắm, hiếm lắm. Để có được như bộ số Pascal, bộ số Pythagore là rất là hiếm. Đấy, nên là các con cứ tính như là tự tin nhé, tự tin mà comment kết quả như thế. Khi mà tính số lẻ lẻ một chút thì đấy thì các con bắt đầu là đáp số hơi phân tán. Rồi thầy nhận được kết quả nó rất là mỗi bạn có một cái kết quả là khá là khác nhau. Thế đối với các cái bài toán liên quan nếu như con số nó không được tròn chỉnh lắm thì chúng ta buộc phải dùng đến căn để biểu diễn các cái số đo thôi. Thầy lấy luôn cái hình này nhé.
10 14. Đây là 10 này, 14. X và y. Trước hết chúng ta có thể tìm ngay được y, đúng không? Tìm y cực kỳ đơn giản bằng bởi vì chúng ta có ngay tam giác vuông, tam giác vuông. Và ta vận dụng định lý Pythagore để chúng ta tính y. Y bình phương thì bằng 10 bình phương cộng với 14 bình phương. Bằng 100, 100 và cộng với 14 bình phương. Ở đây thực ra là ta có thể chúng ta có thể phân tích một chút để tí nữa ta đưa ta gọi là rút gọn cái căn này. 10 thì bằng 2 nhân 5 đấy, bình phương cộng với 14 là bằng 2 nhân 7. 2 nhân với 7 tất cả bình phương. Thế thì ta đặt 2 bình phương tức là bằng 4, 2 bình phương đi. 2 bình phương ra ngoài thì mình còn được 5 bình phương là 25. 25 cộng với 7 bình phương là 49. Bằng bao nhiêu đây? Bằng 70. 74. Đấy, 74. Như vậy khi mà khai căn này thì ta được ngay là y sẽ bằng là 2 căn 74. 2 căn 74. Thế từ đó các bạn tìm được x thôi. Thế khi mà tìm x thì chúng ta phải vận dụng hệ thức. Ví dụ như ở trường hợp mà này chúng ta có cái hệ thức, có thể là có nhiều cách nhé. Chẳng hạn có bạn thì dùng hệ thức là AH bình phương 1 trên AH bình phương bằng 1 trên AB bình phương cộng với 1 trên AC bình phương cũng được. Nhưng mà nếu như chúng ta có thể dùng một cái hệ thức nó đơn giản hơn, đấy là AH nhân với BC thì bằng AB nhân với AC, đúng không? Đấy, AH nhân với BC thì bằng AB nhân với AC. Đấy. Từ đó ta tính được AH tức là x, đây là x đây. X sẽ bằng AB nhân với AC chính là 10 nhân với 14. Còn trên BC, BC chúng ta vừa tính được là bằng 2 căn 74. Căn 74. Thế thì rút gọn đi. Ví dụ đây là 7 này. Đấy, hết. Thì ta được là bằng 70, 70 trên căn 74. Thế nếu như mà ta để ở đây ấy, thường thì khi mà các con ra một kết quả cuối cùng thì ta nên viết cái kết quả này sau khi đã chụp căn thức ở mẫu. Các bạn còn nhớ chụp căn thức ở mẫu không? Đó. Nhớ không? Chụp căn thức bằng ở mẫu thì ta làm thế nào? Làm thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ nhân, giả sử ta nhân với căn 74 cả cả tử và mẫu với căn 74 thì ta được là bằng 70 nhân căn 74 mà trên trên 74 nhân căn căn 74 bình phương tức là bằng 74. Như vậy ta đã chụp cái căn thức ở mẫu rồi. Và chúng ta rút gọn đi một chút, chia cả tử và mẫu cho 2 đi thì mình được cộng 35 phần đây là 37. Đấy, thì ta được kết quả là bằng 35 căn 74 phần 37. Nó có thể nó cũng chưa phải là gọn lắm so với trên, nhưng mà sau khi chụp được mẫu căn thức ở mẫu thì ta có thể tính toán nó thuận lợi hơn. Tất nhiên là có thể trong nhiều trường hợp mình cũng không cần thiết đâu nhé. Tùy theo từng yêu cầu về toán thôi. Con số nó hơi hơi lẻ thì mình cần phải làm như thế. Bây giờ mình sẽ có một cái bài phức tạp hơn một tí nhé. Thử cái bài này đi. Các con hãy tính x và y trong hình sau. Ô, bài này có khó lắm đâu nhỉ?
Thầy cứ tưởng là khó, hóa ra lại không khó. Thầy nhận được kết quả của các bạn. Tùng Dương chính xác, bạn Trúc An đúng, bạn Minh Ngọc đúng, bạn Đăng Phương Thảo đúng, bạn Khoa đúng, bạn Nam Khánh đúng. À, như vậy cái bài này nó cũng không phải là đơn giản lắm, à không phải là khó lắm. À, không phải là khó lắm. Chắc là thầy phải làm bài khác khó hơn nhỉ. Ồ, cái góc này chưa được vuông lắm, thôi không sao. A, B, C, H. 15. À, chúng ta có dữ kiện là AB trên AC bằng 3 phần 4. AB trên AC bằng 3 phần 4. Mà AB bằng 15. AB bằng 15. Như vậy ta tính ngay được AC. AC sẽ bằng 15 nhân 4 chia cho 3. Tích này bằng A3 lần AC, tức là bằng 20. Như vậy ta tính được AC bằng 20. Đến đây ta tính BC, tức là tính Y. BC bình phương thì bằng AB bình phương cộng với AC bình phương, đúng không? Thì ta thử tính BC bình phương này. Có thể viết lên đây đi. BC bình phương sẽ bằng AB bình phương cộng với AC bình phương. Tức là bằng 15 bình phương cộng với 20 bình phương. Các bạn đừng có tính, đừng có nhân bình phương lên rồi cộng lại, mà hãy phân tích thử là 15 bình phương chính là bằng 3 nhân với 5, tức là bình phương. Rồi cộng với gì? Cái này là 4 nhân với 5. 4 nhân với 5, tất cả bình phương. Nếu như đập 5 bình phương làm thừa số chung thì mình còn là 3 bình phương cộng với 4 bình phương. Và đây chính là hai cái số thuộc cái bộ số Pythagore 3 4 5, đúng không? 3 4 5 nhá. 3 4 5 được gọi là bộ số Pythagore. Đấy. Thế thì 3 bình phương cộng với 4 bình phương chính là bằng 5 bình phương. Bằng 5 bình phương nhân với 5 bình phương. Như vậy ta suy ra BC của ta bằng 25. Ở đây thầy viết thì nó dài dòng như thế, nhưng mà trong khi trình bày thì các con có thể cắt toàn bộ cái này đi, không cần. À, đến đây nhá, không cần cái đoạn này, cắt đi. Ta viết luôn cho thầy cái này cũng được. Đấy. Bởi vì không cần thiết phải chi tiết. BC bằng 25. Bây giờ muốn tính x, thì chúng ta hãy dùng công thức là dùng hệ thức là AH nhân BC, đúng không? Liên quan đến chiều cao thì ta có chiều cao nhân đáy thì bằng tích của hai cạnh góc vuông. Vậy thì x sẽ bằng hai cạnh góc vuông là 15 nhân 20 mà chia cho BC. Rồi thầy viết chi tiết một chút cho các bạn này. AH nhân với BC thì bằng AB nhân với AC. Đấy, thì từ đó ta có AH tức là bằng x đây, chính là bằng AB nhân AC chia cho đáy BC.
Hay số vào thôi, bằng 15 nhân với 20 là con chia cho BC là chia cho 25. Thì các bạn rút gọn đi. Đây là 4, 5, 15 trên 5. Đâu rồi? 15 nhân với 20 mà chia cho BC là bằng 25 đúng không? Thế này còn 4, ở đây còn gì? Còn 3 là 12. Vậy ta có x bằng 12. Thế thì bài này lại không phức tạp lắm. Bây giờ thầy cho các bạn bài phức tạp hơn nhá. Có lẽ đây sẽ là một bài phức tạp hơn. Thầy hy vọng là như thế. Đây. Thử thách các bạn xem nào. Rồi, thầy mời các con làm cái câu thực hành này. Trên cái hình này. Có cần phải gợi ý không? Có bạn nào cần gợi ý không? À, thầy đã nhận được kết quả của một bạn. Và kết quả này chưa đúng. Và làm lại đi.
À, thầy nhận thấy kết quả của bạn là giúp An là gần đúng, kiểm tra lại cho thầy. Bạn Minh Ngọc chính xác. Có cần gợi ý không? Các bạn khác cần gợi ý không? À, có vẻ như là cắn bút nhỉ? À, có hả? Rồi ta thử phân tích xem nào để gợi ý nhé. Đấy, như vậy bắt đầu cái bài này bắt đầu có cái dấu hiệu của tư duy đúng không? Ta có dữ kiện chiều cao H, ta có AB trên AC bằng 5/6. Như vậy cái dữ kiện AB với AC này, tỉ số của AB và AC này, và chiều cao AH có cái hệ thức nào liên hệ nữa giữa AB, AC và H không? Có không? Nó có một cái hệ thức liên hệ, đấy là gì? 1 trên AH bình phương bằng 1 trên AB bình phương cộng với 1 trên AC bình phương. Đúng không thế nào? Đấy. Thế thì bây giờ mình thử xem là thế thì nó có cái giúp ích được gì cho chúng ta này. 1 trên AH bình phương mình biết. Đấy. Như vậy mình biết một tức là mình biết tổng này. Mình biết cái tổng này. Và mình cũng giúp AB trên AC. AB trên AC. Vậy thì mình cũng sẽ biết được cái tỉ số của AB trên AC. Vậy thì dựa vào hai dữ kiện này các bạn hãy đi tìm AB và AC. Và sau khi tìm được AB và AC rồi thì mình đi tìm BC, BH vân vân, tìm các cái dữ kiện khác xy. Đúng không? Còn cách nào nữa không nhỉ? Bạn Trúc A đúng rồi, rất tốt. À, bạn Hùng hỏi thầy gì đấy? Đúng rồi, bạn Hùng đúng rồi, rất tốt. Ở đây các con tìm được 1 trên AH bình phương thì các con sẽ tìm được cái này. Thực ra thì có nhiều cái phương pháp để mà tìm cái chỗ này. Tuy nhiên là các con có thể thầy xem là cái cách nào là đơn giản nhất nhé. 1 trên AB bình này. Đơn giản nhất chỗ này thì làm như nào? Thấy em có cách đấy ạ. Như thế nào? Cách nào đơn giản nhất nào? Em vừa thấy thầy chứng minh ABC đồng dạng với AHC. ABC đồng dạng với AHC rồi sao nữa? Xong rồi sẽ lập tỉ số AB trên AC sẽ bằng với AH trên CH ạ. Rồi sao nữa? Mà có tỉ số AB là 5/6 mà AH là 30. Là em lập tỉ số là 5 trên 6 bằng 30 trên CH. À đúng rồi. Thế như vậy là có cách đơn giản hơn rất là nhiều. Đúng không? Có cách đơn giản hơn rất là nhiều. Đấy. À, đấy là chúng ta dựa vào một cái hệ thức lượng khác đi. Đúng không? Chúng ta có cái AB trên AC. À, AB trên AC tức là có tỉ số của hai cạnh góc vuông của tam giác ABC. Đấy. Thế thì ta xét tam giác ABC này. Nếu như mà ta dùng tam giác lượng, hệ thức lượng có được không? Ta dùng hệ thức lượng có được không? Được không? Đơn giản hơn nhé. ABC là tam giác vuông góc vuông tại A, góc B. Nó sẽ đồng dạng với tam giác góc vuông tại H và góc gì? HAC đúng không? HAC. Bây giờ ta đi lập cái tỉ số của hai cạnh tương ứng là AB trên AC. AC nó sẽ bằng là AH trên HC. Đấy. Ồ, phương pháp này nó đơn giản hơn rất rất là nhiều. Như vậy ta có ngay là AB trên AC thì bằng
5/6. Vậy thì AH trên HC, AH trên HC bằng 5/6. Vậy ta có AH, ta sẽ tính được HC. HC tức là Y đấy. Chính là bằng AH nhân 6 trên 5. AH nhân với 6 chia cho 5 bằng 30 nhân với 6 mà chia cho 5 bằng 36. Thế còn Y thì sao? Tương tự như thế. Tương tự thì ta có Y, à X thì tương tự. À, ta có tam giác A, ABC cũng đồng dạng với tam giác gì? H, BA. Và từ đó ta có công thức, à, có cái tỷ số là AB, AB trên AC. À, tương tự thì ta có AB trên AC. Nó sẽ bằng cái tỷ số là gì? AB trên AC là hai cạnh góc vuông mà đồng dạng với tam giác H, BA nên bằng HB trên HA, tức là X trên 30. X trên 30. Và cái này bằng 5/6. Thì từ đây các con sẽ tính được X chính là bằng 20 log. Thế thì ở cái chỗ này nếu như mà ta tính AB, à, 1 trên AB, 1 trên AB bình cộng 1 trên AC bình. Ta tính cái này. Rồi chúng ta thay, à, ta biến đổi cái tỷ số này thì cũng được, nó cũng ra một kết quả nhưng mà nó sẽ phức tạp. Đấy, thế như vậy là trong những trường hợp mà đôi khi ta không cần thiết phải áp dụng ta gọi là cái hệ thức lượng mà đã biết. Đấy, chúng ta sẽ tự đi tìm những cái hệ thức lượng mà ta chưa biết. À, không phải chưa biết mà những cái hệ thức lượng mà không có sẵn. Thế thì đấy là một cái phương pháp để mình tư duy, ta gọi là tư duy từ gốc, đúng không? Quay trở về cái đồng dạng để ta giải cho nó nhanh. Mấy giờ rồi? Tiếp theo thì thầy có một số bài toán liên quan đến ứng dụng chúng ta sẽ có ở đây ấy, là vừa rồi ta nghiên cứu các cái vận dụng các hệ thức lượng để tính các cái đoạn thẳng ở trong tam giác, và nó có một cái vận dụng thứ hai, vận dụng nữa để ta vận dụng các cái hệ thức lượng, đấy là ta chứng minh các cái đẳng thức. Thế cái việc chứng minh các cái đẳng thức ấy, thì thường thì nó có, thường là có ý nghĩa trong trong toán học lý thuyết thôi, thường là thế, hoặc là chúng ta đi giải quyết các cái bài toán thực tế mà có liên quan. Thì nói chung là vẫn là liên quan đến toán học lý thuyết là chính. Tuy nhiên là nếu như mình không có những cái chứng minh đấy thì có thể chúng ta sẽ không giải quyết được các bài toán thực tế. Chính vì thế mà trong các cái đề thi vào các trường cấp 2, cấp 3 thì thông thường các con vẫn gặp những cái dạng bài toán người ta gọi là chứng minh một cái đẳng thức nào đấy. Chứng minh một cái đẳng thức nào đấy. Sau đây thầy sẽ cho các con một cái bài nhé. Mình sẽ nghiên cứu trước, sau đó thì ta sẽ từng bước ta làm từng câu một. À, bài toán chứng minh thì mình không có đẹp đáp án. À, nếu như các bạn mà chụp được đáp án gửi cho thầy được thì tốt, nhưng mà hơi khó để chụp. Thế thì thầy sẽ để các con nghiên cứu, thế sau đó thì ta sẽ cùng giải. Và các bạn sẽ phát hiện ra những cái mà mình cần phải học hỏi. Đây, thầy mời con nghiên cứu cái bài toán sau đây. Thầy mời con.
Mặc dù là các bài toán chứng minh nó liên quan đến toán học lý thuyết là chính, nhưng nó lại là nền tảng để mình vận dụng đấy, và gặp rất nhiều trong các kỳ thi gắn với mình nhiều lắm. Trước hết các bạn làm cho thầy ý A, sau đó thì mình sẽ giải quyết từng ý. Bạn nào chứng minh được câu A rồi cho thầy biết nào. Con ạ. Bạn là Minh Đức à? Vâng ạ. Minh Đức có thể cho thầy biết con chứng minh như thế nào. Xét là tam giác là Xét tam giác HAB, rồi tiếp theo. con có góc H nào bằng 90 độ, con suy ra tam À, tam giác HAB. Đây chúng ta có là góc H bằng gì? H bằng 90 độ. Bằng 90 độ. Rồi thì sao nào? Con suy ra AH cái gì nào? bình thì ta có AH bình ạ. Con có AH bình AH bình. bằng AM nhân MB. Vì sao AH bình lại bằng AM nhân MB? Vì nó là hệ thức lượng. À, nhân với MB à? Vâng. Nhân với, chính xác là nhân với cái gì? AM nhân AB có đọc Nhân với nhầm. AB. Chính xác, nhân với AB. Bạn đây là hệ thức lượng Lượng. trong tam giác vuông đúng không nào? Vâng. Rồi, tiếp theo. Con có tam giác AC có À, góc tam không giác bằng 90 độ. AHC có góc H bằng 90 độ. Tiếp theo. Sao nữa? AH Thì bình bằng AN nhân AC. AH Cũng là bình hệ thức lượng. bằng AN nhân AC. Chính xác. Tam giác AHC Hệ thức lượng ạ. vuông tại H có HN vuông góc. Ở đây ấy, con chú ý nhé, là khi mà giải ấy, thì con phải thêm vào cho thầy này. Ví dụ tam giác AHD có góc H bằng 90 độ. Và có gì? HN vuông góc với AB, tức là đây ta phải thêm vào là HN vuông góc với AB. Đấy. Cho nên ta mới suy ra được cái điều này đúng không? Vâng. Tương tự như thế, chỗ này là gì? Và HN Vuông góc A, à, AC. HN vuông góc với AC. Cho nên ta mới suy ra cái này.
Vâng. Thì ta suy ra trong tam giác vuông mà có chiều cao thì có hệ thức điện là AH bình phương Mà thông minh nhá. bằng AN nhân AC. Đây là hệ thức điện trong tam giác vuông. Tiếp Con từ con có hai cái dấu suy ra thì là từ theo 1 và 2. cái này con có thể đánh dấu là 1 và 2. Từ 1 và 2 À. thì suy ra AM nhân AB bằng AN nhân AC. Đúng rồi, AM nhân AB. Từ 1 chúng ta có là AM nhân AB bằng AH bình. Còn từ 2 thì tích cái này lại cũng bằng AH bình. Cho nên hai cái này bằng nhau. Vậy AM nhân AB sẽ bằng AN nhân AC. Đấy. Rất là đơn giản, rất là tốt. Bây giờ con làm tiếp cho thầy câu B. Câu B thầy phải chờ các bạn làm một chút, có thể có những bạn chưa. Rồi, các bạn làm tiếp đi. Câu B. Và thầy sẽ gọi một bạn để trình bày cho thầy nhá. Thầy xóa mất cái chữ lớp 9 cho rất nhiều bạn hỏi, đang hỏi là thầy dạy lớp mấy. Hôm nay chúng ta đang học toán lớp 9. Thế nếu bạn nào mà học sinh lớp 9 thì học cùng nhá. Thế còn nếu bạn nào mà học sinh ở lớp khác thì thầy hẹn các con một cái buổi khác. Và hãy quan sát, tức là hãy đăng ký để nhận cái thông báo khi mà thầy livestream các cái lớp. À, Minh Ngọc đã có cách giải. Những bạn nào xong rồi giơ tay thầy xem nào. Minh Ngọc, chờ các bạn một chút nữa nhé. À, bạn Phương Thảo xong rồi hả? Ừ. Bạn Hùng làm xong chưa? Bạn Hà Chi có kết quả chưa? Bạn Hà Chi có cái hướng giải chưa? Quang Minh.
Đông Dương. Chưa. Chưa. Minh Đức. Thầy sẽ phân tích cho các bạn một chút ở bài này về cái ta gọi là phương pháp để chứng minh. Đấy, và có thể thầy sẽ đề cập đến cái phương pháp tư duy tìm hướng để chứng minh một cái đẳng thức hình học. Đẳng thức là cái gì? Tại sao gọi là đẳng thức? Đẳng thức là cái gì? Bạn nào giải thích được không? Đẳng thức là gì nhỉ? Đẳng là bằng, đúng không? Đẳng là bằng, bằng nhau thì gọi là đẳng. Đẳng đấy, đẳng thức tức là hai biểu thức bằng nhau, thế nó chính là cái mối quan hệ. Mà khi chứng minh ấy, muốn chứng minh tức là ta phải dùng lập luận, dùng dữ kiện, dùng lập luận để ta chỉ ra cái biểu thức bằng nhau đó là đúng. Thế thì ở câu B này chúng ta cần phải chứng minh rằng là HB nhân HC, HB nhân với HC, HB nhân với HC thì bằng AM nhân MB, AM nhân với MB và cộng với AN nhân với NC. Bây giờ chúng ta đi phân tích nhé. Ta cần chứng minh cái này, tức là chúng ta cần dùng lập luận để chứng minh cái vế trái nó bằng vế phải. Vậy thì vế trái là cái gì? Vế trái HB nhân HC. Đây, HB nhân HC. Thế HB là cái gì? HB thì chúng ta thấy là nó chính là cái hình chiếu của cạnh AB, đúng không? Lên cạnh huyền trong tam giác vuông ABC. Đấy, như vậy là BH chính là hình chiếu của cạnh góc vuông AB, còn HC chính là hình chiếu. Vậy thì HB nhân với HC chúng ta có một cái hệ thức liên quan đến nó bằng cái gì nhỉ? Bằng gì? À, bình Đó. phương. À, nó chính là bằng AH bình phương, chính xác. Rồi, cái này chính là bằng AH bình phương. Như vậy vế trái của ta thì bằng AH bình phương. BH nhân HC đúng bằng AH bình phương. Rồi ta xem là cái vế phải thì nó bao gồm hai cái tích AM nhân với MB thì sao? AM nhân MB có đặc điểm gì? AM là cái gì nhỉ? AM nhân MB. Thì các bạn nhìn thấy trong tam giác cái AM và MB nó đóng vai trò chính là hai hình chiếu của AH và BH lên cái đường lên cái AB. Đấy. AH mà chiếu lên AB thì ta được AM, còn BH chiếu lên AB cũng được MB. Đấy. Như vậy trong tam giác vuông AHB thì AM nhân MB có tính chất gì bằng cái gì? Nó HM chính bằng HM bình phương. Cái này nó chính là bằng HM bình phương. Tương tự AN nhân với NC cũng thế. AN và NC nó đóng vai trò là hình chiếu của AH và HC lên cạnh AC. Vậy thì trong tam giác vuông AHC áp dụng hệ thức lượng ta có AN nhân NC sẽ bằng HN bình phương. HN bình phương. Vậy thì chúng ta cần đi chứng minh rằng là AH bình phương bằng HM bình cộng với HN bình. Đấy. AH bình bằng HM bình cộng với HN bình. Thế thì những cái này nó là cái gì? AH, HM. AH và HM là cạnh của tam giác vuông. Đúng không? Tam giác vuông HMA. Ồ, như vậy thì ta phải chứng minh rằng HN nó bằng AM là xong. Đấy. Nếu ta chứng minh rằng này, cái HN này nó bằng AM thì xong. Đúng không? Đấy. Thì ta có ngay là AH bình bằng HM bình cộng với AM bình. Đấy. Thì xong. Thế làm thế nào để chứng minh HM HN bằng AM nào? Hình chữ nhật ạ. HN bằng AM. Chúng ta Hình nhìn chữ thấy nhật đây. ngay nó có ba ba góc vuông, đúng không? Đấy, vậy ta suy ra nó là hình chữ nhật.
Như vậy là có ba góc vuông này. Thế thì ta suy ra hình chữ nhật, hình chữ nhật và dẫn đến HN bằng AM. Đấy, vậy thì khi mà đi trình bày cái chứng minh này thì chúng ta có những cách nào? Đây ấy, chúng ta có nhiều cách chứng minh, là cách thứ nhất là ta biến đổi vế trái sao cho dần dần nó thành vế phải. Cách thứ hai là biến đổi vế phải làm sao cho dần dần nó thành vế trái. Cách thứ ba là ta biến đổi cái vế phải này nó thành một một biểu thức. Đấy. Rồi vế trái này cũng thành một biểu thức. Thế thì ta thấy là vế phải nó thành AH bình phương, cho nên ta sẽ chọn cái cách thứ ba, đấy là ta áp dụng là ta biến đổi từng vế trở thành một cái biểu thức là AH bình phương. Đấy, thì để ta trình bày và ta kết luận là vế trái bằng AH bình, vế phải cũng bằng AH bình, suy ra hai vế bằng nhau. Đấy là cách để lập luận nhé. Thế ý ý thứ nhất đây này, cái ý lớn thứ nhất là chứng minh vế trái bằng AH bình, ý lớn thứ hai là phải chứng minh vế phải bằng AH bình. Trong cái ý lớn thứ nhất thì chúng ta cái này thì đơn giản thôi, ý lớn thứ nhất nghĩa là dấu sao thứ nhất là một đi một. Ý lớn thứ nhất ta xét tam giác, muốn chứng minh là HB bằng H, tam giác ABC, tam giác ABC ABC có góc A bằng 90 độ, A bằng 90 độ và có AH vuông góc với BC, vuông góc với BC. Cho nên chúng ta suy ra BHB nhân với HC sẽ bằng AH bình phương. Đây chính là hệ thức lượng trong tam giác vuông. Đấy là cái ý thứ nhất, chúng ta đánh dấu vào cho thầy. Đây là một, tí nữa mình có cái hai nữa mình suy ra. Rồi, bây giờ ta đi biến đổi từng cái vế, vế phải nhá. Thế thì ở cái vế phải này ta sẽ chia thành các bước. Bước đầu tiên chúng ta sẽ trình bày cái ý này. Bước thứ hai ta trình bày cái ý này. Đấy. Bước thứ ba ta cộng lại với nhau để bước thứ ba ta trình bày cái ý này. Đấy, bằng. Rồi sau đó ta cộng lại với nhau. Ta cho nó bằng AH bình. Đây là ý thứ tư. Đấy. Ta triển khai ý để mà trình bày như thế. Như vậy cái bước lớn thứ hai có bốn ý, là ý thứ nhất AM nhân MB bằng HM bình. Vì sao? AM nhân MB tam giác AHB, AHB có góc H bằng 90 độ. Đấy, và HM vuông góc, HM vuông góc với AB. Cho nên con suy ra là AM nhân với MB sẽ bằng HM bình phương. Đấy. Đây chính là hệ thức lượng trong tam giác vuông. Tương tự như thế thì chúng ta có AN nhân với NC. Tương tự nha. Tương tự ý thứ hai. Tương tự chúng ta có suy ra. Đây ta dùng từ tương tự đi. Thực ra thì chi tiết cũng được nhưng mà có thể tương tự. Tương tự ta có AN nhân với NC sẽ bằng HN bình phương. Đấy, ý thứ hai. Ý thứ ba chúng ta đi chỉ ra là hình chữ nhật. Tứ giác ở đây phải chặt chẽ một chút này. Cái hình chữ nhật nó có dấu hiệu gì? Hình chữ nhật như thế nào thì được gọi là hình chữ nhật? Ở đây ta có ba góc vuông. Hai góc vuông thì có gọi là hình chữ nhật được không? Không cần. Mà có cần phải chỉ ra góc này cũng vuông không? Không cần, đúng không? Hình tứ giác có ba góc vuông thì chúng ta có thể khẳng định nó là hình chữ nhật. Cái này là kiến thức mà chúng ta học ở cái phần ở lớp 7 về hình chữ nhật đấy. Như vậy ta xét tứ giác ANHM, nghĩa là tứ giác ANHM có góc A, góc N, góc M bằng 90 độ. Góc A bằng góc N bằng góc M bằng 90 độ. Đấy, vậy ta suy ra nó là hình chữ nhật. Chữ nhật. Thế thì dẫn đến hai cạnh đối là NH hay là HN bằng AM. HN NH bằng AM. Đấy là ý thứ ba. Rồi, cuối cùng là chúng ta gán nó
Đây. Thế như vậy là cái vế trái của ta này. Như vậy cuối cùng này, vế trái nhá, thì viết tắt vế trái. Thường thì các con nên viết rõ nó ra. Nhưng bây giờ thầy tóm tắt thôi. Vế trái log thì nó sẽ bằng cái này bình phương. Rồi cộng với cái gì? Cộng với cái AM bình phương. Đó chính là bằng H M bình phương. M bình phương cộng với AM bình phương. Đấy. Đây này, nó bằng cái A. Vì sao? Bởi vì nó bằng HM bình phương này. Rồi nó cộng với cái này bình phương. Tức là mà HN thì đã bằng AM nên là cộng với cái này bình phương cộng với cái này bình phương, đúng không? Và cái này chúng ta suy ra nó bằng luôn là AH bình phương. AH bình phương. Theo định lý Pythagore. Đây mình đánh dấu là 2. 2. Từ 1 và 2. Từ 1 và 2. Chúng ta suy ra vế trái của ta bằng vế phải. Vế trái bằng vế phải. Đây chính là điều phải chứng minh. Mình viết là vế trái và vế phải nhé. Khi trình bày thì các con có thể viết rõ nó ra. Chứ mình đừng có viết giống như thầy. Đấy. Như vậy ta có cái câu B thì nó cũng không khó lắm. Nhưng mà nó đòi hỏi là khá là nhiều bước. Và thầy thấy là bạn Minh Ngọc này, bạn Phương Thảo này, bạn bạn nào nhỉ? Đấy là bạn bạn nào làm ra rồi nhỉ? Bạn Hùng à? Đúng không? Có cái hướng. Bây giờ con sẽ làm tiếp cái câu còn lại, câu C cho thầy xem trong thời gian khoảng khoảng độ 5 phút thôi. Thầy chia sẻ cái màn hình tiếp. Câu cuối cùng còn lại. Bạn nào có cái cách để giải rồi, giơ tay thầy xem nào. Bạn Hà Chi à? Rất tốt. Bạn Phương Thảo, rất tốt.
Bạn Minh Ngọc giờ mới làm à? Bạn Minh Ngọc vừa chạy đi đâu à? Không mà em vừa để điện thoại xuống để nhìn rõ đề bài. Làm đi. Em sắp ra rồi. Em ra luôn rồi. Ừ. Rất tốt. Bạn Phúc An ra chưa con? Bạn bạn có các con có cần phải gợi ý không? Có bạn nào cần gợi ý không? À, mình đã không cần. Lắc đầu. Lắc đầu tức là không cần gợi ý hay là không làm được? Con nó không cần gợi ý, con lại con làm con ghi nốt kết quả rồi. À, đây là những bài không khó. Tuy nhiên là những bài này, những cái mức độ này ấy, thì các con thường gặp ở trong các đề thi. Ví dụ như là vào lớp 10 thì các con thường gặp những cái bài mà ở mức độ này thôi. Thì có thể là ở bây giờ thì mình có thể vận dụng cái kiến thức về hệ thức lượng, rồi sau này mình có thể sử dụng thêm một cái kiến thức nữa, ta gọi là kiến thức về tứ giác nội tiếp đấy, sau này nhá mình sẽ học đấy. Cái kiểu kiểu những cái bài như này thì mình sẽ có thể có nhiều cách để giải, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái hướng tư duy ấy. Mỗi khi mình học được một kiến thức mới, mình học được những cái định lý, thì mình phải biết cách để mình vận dụng cái định lý đó vào giải quyết các bài toán của mình. Rồi ở bài này thì thầy sẽ tranh thủ, thầy sẽ thấy biết là các con đã làm được rồi. Tuy nhiên thầy sẽ tranh thủ cái bài này để thầy sẽ phân tích cho mình cái cách để mà mình tiếp cận với bài toán và tìm hướng để giải. Đề bài yêu cầu chúng ta chứng minh một cái tỷ số bằng một cái tỷ số khác bình phương, bằng bình phương của một cái tỷ số khác. Đấy. Một cái tỷ số bằng bình phương một cái tỷ số khác. Cái tỷ số HB trên HC. HB trên HC. Thực ra tỷ số HB trên HC thì mình cũng chưa thấy có một cái định lý nào nó nói lên điều đấy cả. Đúng không? Chưa thấy có một cái định lý nào liên quan đến tỷ số hai luận này. AB trên AC, AB trên AC cũng thế. Nhưng mà bình phương của cái tỷ số này, cái bình phương này ấy, nó chính là bằng AB bình phương trên AC bình phương. Nhưng mà bình phương của nó thì ta lại có một cái hệ thức liên quan. AB bình phương có gì nhỉ? Hệ thức liên quan là gì? AB bình phương thì bằng BH nhân với BC. Đúng không? AB bình phương thì chính bằng BH nhân BC. Đây là hệ thức về hình chiếu. Đấy, nhân với cạnh huyền thì bằng cạnh góc vuông bình phương. Như vậy AB bình phương thì bằng AH nhân AC. Thế còn AC bình phương tương tự nó bằng CH nhân BC. Bằng CH nhân BC. À nhân với đây ở trên là BC chứ không phải AC, BC. Rồi giản ước BC chúng ta có ngay AH trên AH. Ô, thầy có nhầm cái gì không? Đây là BH chứ. BH. AB bình phương thì bằng BH nhân với BC. Lúc nãy thầy tưởng cái điểm này là điểm A. BH nhân với BC. Đấy. Rồi giản ước BC thì ta được BH trên CH. Ồ như vậy rất là đơn giản. Rất đơn giản. Vậy thì ta chỉ cần lập luận thông qua các cái bước bước đầu tiên. Ta phải chỉ ra là AB bình phương nó bằng cái này. Thế thì đầu tiên này, cái bước đầu tiên của ta này là chúng ta chỉ ra là AB bình phương sẽ bằng BH nhân với BC và AH
AC bình phương bằng cái này. Đấy. Đấy, cái hướng lập luận như thế thôi nhé. Bước đầu tiên người ta chỉ ra cái này. Bước thứ hai, AC bình phương sẽ bằng CH nhân BC. Mà cả hai cái này thì các con đều dựa vào một cái hệ thống dữ kiện thôi. Chính là tam giác ABC vuông và có AH vuông góc với BC, đúng không? Tam giác ABC này, vuông vuông tại A này và có AH vuông góc với BC. Đấy, thì con suy ra cái này nó bằng và cái này nó bằng nhá, bằng. Từ đó ta lập tỉ số suy ra cái này và dẫn đến là nó bằng BH trên HC. BHC. Và các bạn điền vào chính là điều phải chứng minh, thế thôi. Rất đơn giản. Thế thì ở cái dạng bài như thế này nó không có gì khó. Chỉ có điều là mình sẽ phải phân tích một chút nhé, để xuất phát từ cái gì, trình bày làm sao cho nó logic, nó ngắn. Những bài này thầy nhắc lại là không khó và nó thường được các con thường được gặp trong các kỳ thi về vào lớp 9, vào lớp 10. Tất nhiên là thi thi toán chung thôi. Thế còn các cái đề thi toán chuyên chéo hoặc là các cái đề thi vào các trường ta gọi là các cái trường chuyên khoa học tự nhiên ở các tỉnh hoặc là các tỉnh thành phố ấy, thì thường thì nó khó hơn một chút. Nhưng về cơ bản thì cũng phải dựa vào những kiến thức này. Mình còn 4 phút nữa và chắc là chúng ta sẽ kết thúc cái bài học ở đây. Thế thì bây giờ thầy sẽ dành cho các bạn để xem các con có thắc mắc gì thì thầy sẽ giải đáp. Rồi, mời các con. Bạn nào có thắc mắc gì, có câu hỏi gì chưa hiểu là phải hỏi ngay nhá. Các bạn lớp mình có hỏi gì không? Không ạ. Không Không ạ. à? À, tức là giỏi hết rồi đúng không? Những bạn nào giỏi hết rồi giơ tay thì xem nào. Giờ đi mạnh dạn. Ok, thiếu mạnh dạn thế nhỉ, không dám à? Thế bạn nào không không dốt giơ tay thì xem nào. À, không dốt thì giờ rất đông. Mình tự tin lên nhá. Thôi được rồi, nếu mà các bạn không hỏi gì thì buổi học của mình kết thúc ở đây. Để thầy sẽ có một số câu hỏi, thầy có một số cái câu trả lời dành cho các bạn hiện đang tham gia livestream trên kênh các kênh TikTok, Facebook và YouTube. Thế có một số bạn hỏi là đây là toán lớp mấy? Từ đầu đến chương trình đến giờ thì thầy Kiên quên mất không viết cái lớp lên, nhưng mà thỉnh thoảng có viết. Các bạn biết đây là buổi học của lớp 9, lớp 9A. Thế thì các bạn học sinh lớp 9 ấy, là thỉnh thoảng thì thầy Kiên sẽ tổ chức livestream cái buổi học của lớp 9A cho các bạn. Nếu như bạn nào có nguyện vọng tham gia thì thỉnh thoảng thầy sẽ livestream. Tất nhiên là vì cái điều kiện thời gian và rất là nhiều cái liên quan thì không thể là thường xuyên được. Đấy, không thể thường xuyên được, liên quan đến kỹ thuật rồi các thứ khác nữa. Cho nên là rất mong các bạn thông cảm, nhưng thầy kia sẽ cố gắng là livestream càng nhiều càng tốt cho các bạn lớp 9. Cái thứ hai là có một số bạn hỏi là lịch học của lớp 9. Thì nếu bạn nào quan tâm đến lịch học của lớp 9 thì sẽ phải lịch học. Đấy, lớp 9 thì ngoài cái lịch học tối thứ ba thì có thể có một số một buổi học, có thể thầy Kiên sẽ mở thêm các cái buổi học hỗ trợ thêm cho các bạn qua ở vào chiều chủ nhật. Đấy. Thì cụ thể thế nào thì bạn nào quan tâm các bạn sẽ inbox trên trên fanpage Toán Thầy Kiên để các bạn quản lý lớp học sẽ trả lời. Đấy, về lịch học của mình. Có nhiều bạn hỏi là thầy Kiên có dạy lớp 4 lớp 5 không?
Hiện nay thầy Kiên có một số lớp 4, lớp 5. Có một số lớp 4, lớp 5. Thế thì nếu bạn nào quan tâm đến, thỉnh thoảng thì thầy Kiên có live stream các cái buổi học của lớp 4, lớp 5. Và có hai lớp để học qua Zoom. Đấy. Thì bạn nào quan tâm thì có thể cũng inbox để được tư vấn các cái buổi học live stream đấy, và trực học qua Zoom để được tư vấn. Thế còn đối với các lớp mà đối với các bạn hỏi thầy Kiên là có dạy lớp 6, 7, 8 hay không ấy, thì năm học năm nay thì thầy Kiên mới chỉ sắp xếp thời gian để hỗ trợ cho các bạn lớp 4, lớp 5 và lớp 9. Thế còn đối với các lớp 6, 7, 8 thì hiện nay là rất xin lỗi các con là không không đủ thời gian. Đấy. Vì thế nên là thầy Kiên sẽ cố gắng là sẽ có một số cái bài toán, sẽ có một số kiến thức là thầy sẽ gọi là làm các cái video clip để gửi cho con thông qua các cái kênh Toán Thầy Kiên trên TikTok, Facebook, YouTube đấy, để các bạn tham khảo và truyền thêm cho giúp các bạn thêm có được cảm hứng để học tập nhá. Đấy, vì cái quỹ thời gian nó rất là có hạn cho nên là các con rất rất là thông cảm giúp thầy Kiên. Rồi. Và có một số câu hỏi khác liên quan đến những cái bài toán cụ thể. Đấy, ví dụ như là các con hỏi là thầy ơi giải hộ con cái bài toán này, giải hộ con bài toán kia. Thì hơi khó để trong một thời gian rất là ngắn chúng ta có thể giải quyết được tất cả những cái bài toán đó. Nhưng mà thầy Kiên luôn sẵn sàng là hỗ trợ cho tất cả các bạn học sinh. Nếu bạn nào mà cứ muốn hỏi cái gì thì cứ inbox ở trong trong cái fanpage Toán Thầy Kiên trên Facebook cho thầy. Thì chắc chắn là thầy sẽ trả lời. Và nếu như bạn nào mà bài nào mà khó quá thì không làm được thì thầy lại nhờ các thầy của thầy làm hộ cho nhé, không sợ đâu. Đôi khi có những cái bài mà thầy không trả lời đấy là vì thứ nhất là có thể cái đề bài của con nó đơn giản quá đấy, thứ hai là có thể là thầy không hiểu đề bài đấy, ví dụ thế thì thầy sẽ có cái comment lại à, cái trả cái trao đổi lại để các bạn rõ. Rồi, buổi học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Thì thầy thầy Kiên thay mặt cho lớp 9A xin chân thành cảm ơn các quý phụ huynh, các con học sinh lớp 9 ở trên cả nước và các bạn yêu toán là đã quan tâm và theo dõi cái buổi live stream hôm nay. Thì hẹn gặp lại toàn thể các bạn trong cái buổi học tiếp theo. Xin chào. Chúc các bạn ngủ ngon. Chào các con ở lớp 9A. Chào các con. Hello thầy ạ. Chào các con. Hello thầy ạ. Thầy ạ. Chào con.